Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn một bản mashup cũng gồm hai bài hát rất nổi tiếng Tìm Lại và Chưa Bao Giờ với nhóm của đội trưởng Emily. Dạ đây. Mắt nóng lên, em gửi cảm ơn. Mong mỗi chị em một tờ luôn. Xuất hiện là cho chị Vi cháy trước nè. Cháy trước. Xong bảy chị em mình chặt vô. Đúng rồi. Ông bảo ngoài em nghĩ là cái này là gốc cho nên là sẽ hát cao cao tí hả cho nó. Dạ đúng rồi. Cao tớn lên. Đi táp. Đi táp là đang đo cái chỗ cao là của giọng chị Vi và chị Quy với bác bóng. Làm bạn đã cân cái độ cao đó rồi. Tới hai câu thấp thấp. Cái này chắc em đi thôi hả? Cho mà cái giọng mà nó chà dưới đất thì chà chà. Hai chị em mình chà dưới đất. Hai chị em đang đợi luôn á. Sau đó bác khuyên nhảy vào thật mạnh, phiêu nhẹ. Dạ. Em không phiêu, bác mới là nhẹ. Dạ. Thật là bác là ngây thơ cùng. Sau đó em là nhảy vào là ui giọng mạnh luôn. Đi về đâu cũng là thế. Là sẽ có hai tổ hợp nhảy thôi, là một tổ hợp là nhảy với gậy. Dạ. Gậy đơn giản và khúc cuối sẽ có là nhảy nhìn nó hơi dị, lúc đó là mình biến hình rồi, là hai tổ hợp thôi. Ba bốn là mình mở được cái miệng lên nha mọi người. Ờ đúng rồi ba. Tà cho bác. Dạ đúng rồi. Vi ơi. Mắt đầu như con mèo đi. Tại ngón tay em nó ngắn á. Các chị em vừa mới tiếp nhận cái vũ đạo này thì nó thuộc dạng giống như là phải thấm á. Phải từ từ mình thấm cái vũ đạo. Mình nhớ đã, xong rồi mình nhớ nhạc đã, xong rồi từ từ nó sẽ phát ra thành cái thần thái của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được, nhưng mà cảm giác nó không ra là cái thần thái của cái động đó, đoạn đó nó phải gắt hơn. Em nghĩ là lúc đầu em không nghĩ là nó sẽ dễ, nhưng khi tập rồi thì mới thấy nó khó hơn là những gì em tập. Các bài kia là dựng rất nhiều tổ hợp. Ừ. Và nghĩ rằng tưởng là khó nhưng cuối cùng mọi người lại làm được. Nhưng bài này có hai tổ hợp thôi nhưng mà và động tác nó lại rất là easy luôn, nhưng mà cuối cùng mọi người lại làm không có ra bởi vì cái này nó ăn với cái thần thái quá nhiều. Rồi, cố gắng. Ok. Không xin. Hứa với cô giáo. 1, 2, 3. Cùng một lần nữa cảm ơn phần trình diễn của nhóm chị đẹp Emily. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quang Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.